Chắc người đó chưa đi xa đâu. Chúng ta lái xe đuổi theo hắn. Xe của tôi bị nhân viên lái đi lấy hàng rồi. Chúng ta giờ chỉ có thể lái cái này thôi. Nhưng xe bị hư lâu rồi, phải tìm cách sửa lại nó. Giờ chúng ta cần một cái cờ lê. Chỉ cần làm việc chăm chỉ hơn, nó sẽ nhanh thôi. Kéo cờ lê lên xe và sửa xe. Giờ chúng ta chỉ cần lắp lốp vào. Bạn thật may mắn. Cố lên nào. Bạn thật may mắn. Bạn thật may mắn. Cố lên, nhanh nào. Tuyệt vời, hãy lắp lốp vào xe nhanh lên. Bạn thật may mắn. Bạn thật may mắn. Cố lên, nhanh nào. Chúng ta hãy lắp lốp xe vào thôi. Bạn thật may mắn. Cố lên nào. Bạn thật may mắn. Tuyệt vời, chúng ta hãy lắp lốp xe vào thôi. Bạn đang xem
kênh Mây Chơi Game rách.